Alo. Sao? Con bị cách ly rồi. Đừng tiếp xúc với con nha. Con bú cua nhiều quá. Ông sếp mới bị ổng đang xét nghiệm. Con bú cua nhiều quá. Ừ. Sếp mới xét nghiệm đang bị dính gì corona gì các kiểu kìa. Bây giờ đang coi sao. Để coi chiều nay có kết quả mới biết ăn cơm hay không. âm tính thì ăn cơm, âm tính thì ăn cơm, chứ mà dương tính là sang ăn gạo với chuối rồi. Trời ơi. Đói mẹ đi Cường, gọi lại nói mẹ đi mẹ. Chiều nay mà ông sếp của ông âm tính thì con ăn cơm. Gạo sống với lại chuối rồi chứ. Má, một pha reply đi vào lòng người. Mẹ cười quá. Một nước đi mà bé hai đầu lường trước. Má, cười đi nước đi mẹ không thể đỡ. Chuyển từ đường chính thành đường sống luôn. Nếu mà âm tính thì con ăn cơm với lại chuối vàng. Còn nếu mà dương tính thì con ăn gạo với chuối xanh. Mày không cần phải lột gió. Mẹ gạo với chuối mẹ bỏ vào cái lư, bỏ trong cái chùm cái chén thì con là được rồi. Trời quá, ghét quá rồi. Cú! Yeah! Ông đâu? Ngoài đồng nè. Dưới ông có người, dưới ông có người. Tôi đứng ngay sát bên ông, có súng nữa. Mẹ mong tôi vừa mới chạm đất thôi là nó quất rồi. Tôi tiện thằng đó về đất mẹ luôn rồi. Nó hỏi nó thắng Gulag nó ra lại có người. Ê, có thằng nè. Thôi hết đạn. Trúng giáp. Nó đâu? Bên vô cá. Không có đạn không? Chơi tôi miếng không? Có thằng nữa, có team khác nữa. Đấy, AR. Không có, tôi có đạn, tôi đang ngã mấy anh chi. Nãy ông bắn thằng kia mà, tôi lướt lượm sang đó mà. Ngoài nghĩa. Đạn ông rồi. Ba thằng ở đây, ba thằng ở bên chỗ tao binh. Chịu. Có đạn không Cường? AR, đạn AR. Đừng cứu, nó bên nhà đối diện á. Sao vậy? Xạo lồn đấy quên. Đang kéo ngoài nha, đừng nha. Bê. Để tôi chết đi. Ê! Biết ngay, bắn áo tao dậy luôn á ba. Lộn áo kìa. Mình đứng trước mặt luôn á ba. Còn tim nữa. Lót tao đúng như cô hả? Gần đối diện. Má ở dưới kìa, ba thằng rồi. Hướng 116 có người nha, 116. Hai đứa đau.
Không thấy ai hết. Hướng này nè. Hướng đó, đó nó đằng sau cái nhà đó thôi, nó đằng sau cái nhà đó thôi. Sau nhà, sau nhà. Tôi kêu một thằng rồi, tôi lia luôn một thằng rồi. cẩn thận nghĩa, cẩn thận nghĩa ơi. Hết biết xem sẽ có thằng sau lưng tao nữa nè. Nó qua phải, nó qua phải rồi. Nó qua phải. Bả giáp. Ông điên mình vậy? Đào. Bắn nó gục rồi. Tôi bắn nó gục on bin nè. Trong nhà hàng. Cái thằng sau nó đau nè. U. Cái thằng sau nó đau nè. Ê. Lùi lại. Nó nhảy dù xuống nè. Giết đi. Yếu nó rồi, nó cầm súng nhắm. Ui. Mấy bạn ơi, đừng có boost. Ủa tự nhiên không, ý là tự nhiên ông đi một mình như đó làm gì? Tôi đâu có đi mình đâu, tôi đang đi với bạn, tôi đang đứng ngay đó, tự nhiên chạy theo ông luôn á. Ông có người đi mình đó ba. Đâu, Cường đi chung với tôi mà. Mới nhảy xuống. Cường thấy ông bắn rồi xong nó nhảy dù xuống, dù qua chỗ ông. Ủa, lộn này đủ máu mất tích rồi. Nó xe revive hay sao đó. Ô, không thấy phải đó ông Cường. Ô lộn. Quá vậy rồi. Mua lại nè. Ê con người. Mới đào. Thêm vào. Ô, phải hack phải lên. Má nhiều tiền quá. Đưa hồi sinh đã. Chết mẹ của nó ho quá kìa. Chết mẹ rồi. Có sao ông Cường? Không ba. Chắc không. Ý là mày là không sao hay là không ổn. Tại vì khùng á, tao ho tao sẵn miếng. Mẹ lùn. Mẹ là tết hụn rồi. Tao trước giờ hay bị cái đó mà. Mẹ là tết. Mày có giá bằng cho mày đi. Không tết rồi. Ra loot out đi. Ra mua đi. Mày thấy không? Thấy cái cây này cân cái tim không? Má. Một cái súng, mày chỉnh lót out như tao là mày bắn khác liền. Chết mẹ nãy chưa sell. Đù má bố. Bo mất chạy vậy. Đâu mà đứng sát như bo luôn mà. Giờ nó mất chạy đó ba. Ê Cường, chia tiền mua cho mỗi người anh em mua đây. Cái xe revive đi. Đây. Ờ con người. Ờ sát rạc luôn nè, 163 nè. Sát rạc luôn, 210. Một đứa chết. Chết luôn. Team boy. Mẹ, để cho Herpes Sensor ngon quá lộn. Ừ, tôi nói mình rồi. Đây là cài C4 vô cửa rồi đó. Phượng chia lên. Xong để lay mò. Ê, chi tiền bớt đi Cường. Đây, tiền chiên sao? Ấn tab, ấn vô cho hình tiền á, ấn nhanh lên. Mỗi cái nhắc là 500 vàng, 500 đồng. Được chưa? Đây ông chia bớt tôi ba, chia bớt tôi vô. Để làm nhiêu đấy? Quên, đây sắp rồi. Ok, để đi mua rồi. Mua cái sale revive đi. Ủa sale revive 500, cho tôi thêm 500 nữa, tôi xin 500. Ê, nó sang tao rồi, lên lầu. Ui, tao lên lầu đây. Lên lầu nha anh em. Vô trong sai, vô trong, bỏ. Vô sai, đi, đứng. Bỏ, nó chết rồi, có người. Dưới. Ê có hai thằng nè, hai thằng bên này, hai thằng bên này. Có hai. Chắc mẹ luôn rồi, xử luôn rồi.
Hay quá. Tôi khiên phải hay rồi. Nãy giờ tôi má 10 kill rồi ông nội. Chạy đi bo vô kìa. Bo mình mà từ từ. Trời ơi đau lắm á. Bữa trước nghĩa chắc bo nhão luôn. Má giờ đứng không không rồi ba. Không có cover ông nội, giờ một phải chạy bo rồi ba. Đi đi. Cường đi rồi. Nè. Nè. Hai thằng nè. Mình lo mình chạy đi ông nội ơi. Đi đi ông nội. Đi đi Cường. Chạy mẹ đi. Mẹ đi. Này, anh em khó khéo lo. Qua bệnh viện chứ. Mua VAV cái đã. Con ngồi trước mặt nè, trước mặt 289 nè. Ờ, 238, 238, 245. 44m, 44m, 44m. 44m bên trái. 37m bên mặt, 37m luôn. Tôi nghĩ trên lầu không chừng. Ơi nó dưới lầu nè. Đào đào đào. Chết chết. Đây nè thằng đó nè. 34m trước mặt. Team ơi team ơi. Nice. Ủa má anh em mình hôm nay hay vậy. Ủa má cái animation. Nó đâu, nó đâu, nó đâu. Chăm cho tôi, chờ tôi. Rồi, chết luôn. Lựa ra đây, lựa 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 ra. Tụi má cái animation lên đạn bao mà lâu. Có súng này không? Con bố mày. Nói tới còn thằng nữa, không biết đâu rồi. Chết giờ mất mày. Ở trong nhà nè. Đổ tôi luôn không? Đủ quá. Chết chưa? Rồi. Má bốn thằng vậy. Đéo có giáp. Hỏi tao nè Nghĩa ơi. Tao mới bắn đó với lũng sọ mất giáp rồi nè. Bỉ mẹ hết đạn. Xàm lô. Xàm lô. Xàm lô. Bắn giữa trường hết đạn. Bắn giữa trường hết đạn. Sorry sorry. Đến lần lột nó chết rồi mà tôi hết đạn. Tôi cũng hết đạn.
Ming, you big pussy. Người ta không định bỏ đoán nào khác không ơi. Tôi không thấy trên minimap mà. Tôi nghe tiếng không rồi. Mà xa mà. Nó bắn gần mình là mình thấy trên minimap mà. Trừ khi nó xài sai lệnh thôi. Nó xài sai lệnh sao? Ờ, lái xe rồi, ông thấy không? Ông thấy lái xe không? Chấp đọc đù, má gần bó. Má không kêu top 1. Lâu kỳ rồi, tới cuối. Giờ làm tiền hồi xin tôi cái là hết bài. Cộng tôi rớt xuống được cái đó nào nữa mấy bài bản. Không, ông biết gì không? Bọn cuối mộng ông nhảy dù á. Ông nhảy dù xuống mộng tôi đu trên trời hoài. Hồi bên kia nó thở chết nó cười á. Mà ông làm tính tới ông tính làm tính lính đó, gấp lùm luôn không rồi. Vì trọng thôi chứ giờ má có mình tôi mà. Ông thấy hai ông thấy cái bực à, ông có thể ông nhảy xuống ông giết hết tụi nó rồi ông kiếm tiền ông kêu tôi xuống cũng được mà. Dám bái em. Tôi không làm được, tôi không có làm được cái trò lồ đúng không? No. Ê, sai một đúng quá luôn. Bắt tao tin lớn luôn quá. Trời nó đông lắm rồi Cường ơi, cười lùi 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 trốn mấy mọi người đông lắm, đông lắm, đông lắm. Nè, xác rạc xác mình luôn nè. Đông đông đông, ngay trước mặt tôi có này. Ba thằng. In here. Oh, I'm dead. Còn có còn bộ. Một thằng gục còn thằng nữa, còn thằng nữa. Team ơi, team ơi. I can do. Yeah. Team ơi. Hai thằng nữa cùng. Má ba thằng luôn kìa. Đúng cùng cái cùng. Ba thằng lận. Ba thằng bên một hai thằng ngay giữa một thằng ngay chỗ Martin nè. Đúng mày lo ba. Một thằng chết là còn nữa. Mà tin đâu vậy? Hết rồi nghỉ ơi. Hết rồi. Clear team rồi, clear. Đi vô bom mà tin ơi. Vô đây. Chạy hắn. Ôi chết mẹ. Bồi bỏ đầu á. Ơi coi thằng NW nó đu vậy, đu xuống kìa. Thấy. Trời má trên stadium kìa. Cầu vào trước đi mọi người. Điều này nó có đường vô mới đâu. Đi em ơi, đi. Bên phải mình có người. Ere, có người nè. Mày thấy rồi, thôi. Thôi rồi. Sau lưng mình nè. Kim cho nó coi vào bên trong đi, có đường vô không ta? Không, có ông sau lưng không có gì đâu. Chỉ có đường ra trên nóc nhà này, dù xuống thôi. Có một thằng nữa, có một thằng nữa, gục vô. Shit. Team boy. Xe vô kìa. Bê. Nó blur rồi. Sniper, nằm trước, có sniper. Lấy cover. Đi rồi. Ai còn shield không mấy bạn? Còn cái gì vậy? Sniper, đã nói sniper. Cứu mọi người ơi, ui. Đã nói là nằm xuống có sniper.
chạy vô boy không ơi. Cẩn thận sniper. Trời mẹ. Còn nhắm đó, nó còn nhắm. Biết. Một thằng trước mặt luôn nè. Lên rồi. Ồ, mới lít lắm rồi. Có đồ để mua sale revive. Gục chưa. Chết thôi chưa. Đồ mua đâu, vậy? Đây nè. Này nó đâu? Mua hết luôn đi. Có lồ má sợ. Má lỗi vãi lồn. Má mém nữa tôi rớt khỏi map luôn không nội. Kìa kìa, sau lưng mình còn người kìa, Đi đi đi, vô bò cái đó. Sniper á, sniper kìa. Chạy đi, chạy nó đi. Vì một thằng mà chết nguyên team nhục lắm. Hai thằng lận nha. Ngái gì lắm luôn á. Lấy cover trước kìa. Kìa kìa, trước mặt luôn kìa. Lết. Chưa bể siêu. Đào. Có thằng nữa nè. Bên kìa. Nó cầm RPG á, nó chơi liều á. Có thằng ngoài bo kìa, nó chạy vô nè. Tuyệt vời, còn thằng nữa. Còn thằng nữa ngay chỗ biên luôn á. Đâu cái hàng rào này nè, coi chừng nha. Coi chừng sao luôn mình nãy cái team nãy á. Trên sân hai thằng. Trên nóc nhà rồi, nhảy xuống rồi. Đúng rồi, tỉnh quá lộn. Có này đáp này vô liền. Đáp này vô. Yếu lắm rồi. Tôi đào một thằng phía sau lưng mình rồi. Ủa bò vô phía sau lưng nào ông ơi, đi bò đâu. Bò đâu cực. Trước mặt. Sao lưng cường. Đào. Cường ơi, bo này chịu nổi, cường chạy đi. Còn hăng. Chạy luôn. Có mặt nạ. Má gì tứ phí rồi. Đi chung cái nghĩa đi. Có thằng phía sau lưng mình nữa nè. Này bỏ kìa, hai thằng kìa cường. Chính đội kìa. Má, lé hai đường, hai thằng đứng cầm cái bờ lé rồi. Đâu một rồi. Đi với nghĩa đi. Ừ. Ông có im lặng lên, chơi. Rồi sao, còn thằng nó còn, mọi người phải lồn cường nạp đạn tới vậy. Hết đạn. Má bò. Chị dễ vô chóng, vô, ok. Đồ, ok, not too bad. Má, hồi nãy pha, nãy mà ngon rồi ha.